Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 18 tháng 11, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại xã Mường Cơi, huyện Phú Yên, Đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơ La giai đoạn 2021-2025. Sơ La trung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn thành phố Sơ La năm 2022. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, đã chủ trì buổi truyền thông hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đại tá Hà Văn Dưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo thiếu tướng nguyễn văn gấu nhấn mạnh những năm qua quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hướng dẫn của ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ việt nam về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới qua đó thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực để tiếp tục phát huy tinh thần vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của tháng hành động làm lan tỏa sâu rộng hơn và cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực bộ chỉ huy cơ sở tỉnh sơn la đã tăng cường công tác tuyên truyền tích cực phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện công tác bình đẳng giới phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nó riêng tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ tự phòng ngừa bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em cho các thành viên trong gia đình Sáng ngày 18 tháng 11 đồng chí Nguyễn Hữu Đông Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La gồm đồng chí Hoàng Thị Đôi Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng chí Lò Việt Phương, ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại xã Mường Cơi, huyện Phú Yên. Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Mường Cơi kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Cử tri xã Mường Cơi kiến nghị quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo đoạn đường đèo Lũng Lô cũ trên địa phận xã Mường Cơi bị hư hỏng do thiên tai, xem xét nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã và bản theo nghị quyết số 119, 120 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hỗ trợ kinh phí xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu và hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin tình hình trong nước và kết quả nổi bật của tỉnh thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Đồng thời đề nghị tổng hợp các kiến nghị của cử tri để có ý kiến với Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắt và nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp. Ý kiến phát biểu của các đại biểu cử tri của xã Mường Cơi, những cái nội dung mà liên quan đến trách nhiệm của huyện, của xã thì chúng ta sẽ tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm và năm 2023. Đặc biệt là những cái kiến nghị liên quan đến xây dựng nông thôn mới, đời sống của bà con thì chúng ta dùng cái nguồn lực từ ba chương trình mục tiêu. Một là xây dựng nông thôn mới, hai là giảm nghèo bền vững và ba là thực hiện nghị quyết 88 để chúng ta triển khai thực hiện. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà xã Mừng Cơ, huyện Phú Yên và 15 gia đình chính sách trên địa bàn. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 ngày 18 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Quỳnh Nhai do đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trường đoàn, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 tại hai xã Trường Bằng và Mường Giang, huyện Quỳnh Nhai. Tại cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo xã Triềng Bằng và Mường Giang đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 và thời gian địa điểm các nội dung tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri hai xã đã kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm chuyển đổi diện tích cây cao su kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xóm bản, quan tâm đầu tư sửa chữa công trình nước sinh hoạt, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường nội bản và hệ thống mương phai nội đồng. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cần xây dựng ban hành cơ chế chính sách ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số, trong đó cần đầu tư thông minh có trọng tâm trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực nhất, đây là nhấn mạnh của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh tại hội nghị ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh quý tư diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 11. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên ban chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện thành phố. Đánh giá kết quả một năm triển khai nghị quyết số 17 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 cho thấy công tác chuyển đổi số của tỉnh đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo số quốc gia và tinh thần nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy, trong đó, hạ tầng viễn thông tiếp tục được chú trọng đầu tư tới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các doanh nghiệp đã triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực trên địa bàn. Tỷ lệ xã có hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100%. Phát triển nền tảng số và các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, tỉnh đã triển khai các nền tảng số dùng chung của tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, duy trì có hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ba cấp từ tỉnh đến huyện và xã. Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đảm bảo việc trao đổi các văn bản điện tử được nhanh, thuận tiện, đảm bảo an toàn thông tin. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh với mức độ khác nhau. Nhiều doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử. Tính đến hết tháng 10 năm nay, trên địa bàn tỉnh có 53,88% tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh, 35,5% tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang. Để công cuộc chuyển đổi số của tỉnh đạt được theo lộ trình đã đề ra, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, khắc phục những điểm số về chuyển đổi số còn thấp bằng việc học tập kinh nghiệm của các tỉnh thành phố, tập huấn nâng cao nghiệp vụ kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ cấp cơ sở, xây dựng chuẩn hóa trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đến cấp huyện thành phố, tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 tập trung liên quan đến cần đầu tư thông minh trong đó chi phí thấp nhất hiệu quả cao nhất và rủi ro thấp nhất tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu của các huyện thành phố đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt bán hàng nông sản trên sàn giao dịch thương mại điện tử tập trung xây dựng cơ chế chính sách đi đôi với việc đào tạo nguồn nhân lực về chuyển đổi số Chiều ngày 18 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành phố, nguyên lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ và các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo Sơn La. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 40 năm ngành nhà giáo, giáo Việt Nam và lịch sử gần 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành giáo dục đào tạo Sơn La. Trong suốt chặng đường gần 7 thập kỷ, ngành giáo dục Sơn La đã góp phần không nhỏ cùng với ngành giáo dục cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nền giáo dục cách mạng xã hội chủ nghĩa và có bước phát triển vượt bậc. Đến năm học 2022-2023, quy mô mạng lưới trường lớp của tỉnh Sơn La có 609 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên với trên 385.000 học sinh trên 23.400 giáo viên các cấp học. Trường lớp học được quan tâm đầu tư với 72,1% phòng học kiên cố, gần 50% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ đạt 99%, 100% học sinh được đi học đúng độ tuổi. Đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo thông qua các chương trình, chính sách, nghị quyết của Đảng và nhà nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã chúc mừng và gửi lời tri ân đến tất cả các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La. Các thầy cô luôn giữ ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới sáng tạo, thi đua dạy tốt là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, tâm huyết với nghề. Nhờ đó, giáo dục Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tích đầy tự hào trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ giáo dục đang đứng trước những yêu cầu mới đặt ra những đòi hỏi cao về năng lực phẩm chất và nhân cách nhà giáo đồng chí đề nghị các nhà giáo luôn giữ vững nhiệt huyết yêu nghề tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh mỗi thầy cô giáo cần nâng cao ý thức rèn đức luyện tài trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng yêu nghề yêu người nâng cao năng lực chuyên môn thực sự là hình mẫu là tấm gương sáng cho học sinh bên cạnh đó các nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường sư phạm văn hóa sáng tạo chú trọng cả dạy chữ và dạy người, phát huy dân chủ để đội ngũ nhà giáo có điều kiện phát triển tài năng và công hiến cho sự nghiệp giáo dục. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 25 cá nhân, trao 220 kỷ niệm trương cho các cá nhân là cán bộ quản lý, lãnh đạo, giáo viên của ngành giáo dục đào tạo qua các thời kỳ. Tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, huyện Mai Sơn đã đánh giá sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tiệu quan trọng. Quy mô mạng lưới trường lớp được duy trì, giữ vững, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đảm bảo về số lượng, cơ cấu và không ngừng được nâng cao về chất lượng. Toàn huyện hiện có 64 cơ sở giáo dục với trên 49.600 học sinh và gần 2.500 cán bộ giáo viên, trong đó hơn 83,7% giáo viên đạt chuẩn trở lên về trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất trường lớp thiết bị dạy học được tăng cường đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và giáo dục của các nhà trường. Sự nghiệp giáo dục của huyện Mai Sơn luôn nằm trong top đầu của tỉnh. Năm 2022 có một đơn vị được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, hai tập thể, hai cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, bốn tập thể được nhận cờ thi đua dẫn đầu khối của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, huyện Quỳnh Nhai các thế hệ nhà giáo đã cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử ngành nhà giáo Việt Nam, bồi dưỡng nâng cao lòng tự hào cho cán bộ giáo viên, tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Qua quá trình xây dựng và phát triển, ngành giáo dục huyện Quỳnh Nhai đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 38 cơ sở giáo dục, phong trào thi đua dạy tốt học tốt được đẩy mạnh. Chất lượng thi học sinh giỏi các cấp ngày càng tiến bộ, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong 5 năm trở lại đây, đã có 291 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Có 9 em học sinh đạt giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và cấp tỉnh. Mỗi năm, ngành giáo dục huyện có trên 80% tập thể lao động tiên tiến, 10% tập thể lao động xuất sắc, 15% cán bộ giáo viên nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tiếp theo chương trình là thông tin phóng viên chúng tôi mới chuyển về. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch thường trực Quốc hội, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Mộc Châu đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tiểu khu Bó Bun, thị trấn Đông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Tiểu khu Bó Bun có 273 hộ, 1.300 nhân khẩu với 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, những năm qua, tiểu khu đã có nhiều cách làm hay, việc làm cụ thể thiết thực. Ban công tác mặt trận tiểu khu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2022, tiểu khu được công nhận đạt tiểu khu văn hóa, 95% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% đường trục bản ngõ xóm đều có điện thắp sáng, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đang tích cực triển khai tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Đây là hoạt động ý nghĩa diễn ra hàng năm nhằm huy động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, những số phận kém may mắn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Với quan điểm vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã phù hợp thực hiện có hiệu quả việc xây dựng bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn. Trở về nhà sau một ngày bận rộn trên nương rẫy, gia đình chị là Thị Lọ ở xã Trường Bằng, huyện Quỳnh Nhai lại quây quần trong ngôi nhà sàn kiên cố mới hoàn thành. Nhiều năm qua, sức khỏe của chị không ổn định, hoàn cảnh khó khăn nên phải sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, không đủ che nắng, che mưa. Với sự hỗ trợ của chính quyền và người dân, gia đình chị đã hoàn thành ngôi nhà mới này. Vì cuộc sống khó khăn, không có khả năng làm nhà mới, nay được sự quan tâm của các cấp các ngành, gia đình tôi đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới. Đây sẽ là động lực giúp gia đình tôi yên tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế và có cuộc sống ổn định hơn. Là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường La, Quang bị bệnh phải chạy thận hàng tháng, không có sức khỏe để lao động kiếm sống cùng với việc chi phí điều trị đã là một gánh nặng rất lớn với gia đình. Suốt những năm qua, Quang cùng ông ngoại sống trong căn nhà sàn đơn sơ xuống cấp. Này được hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương và của các nhà hảo tâm, gia đình đã có thêm kinh phí để xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố. Tỉnh, của huyện, của xã thì đã hỗ trợ cho gia đình cháu Cà Văn Quang. Thì gia đình đã cùng tích góp ủng hộ là cháu đã làm được một ngôi nhà, thì hiện tại bây giờ là ngôi nhà so với bản thân của cháu thì cũng khá là khang trang, thì lời sống hiện tại bây giờ là được yên tâm là sinh sống và sinh hoạt. Được triển khai trên tinh thần xã hội hóa, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, những năm qua Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Sơn La đã phối hợp thực hiện có hiệu quả việc xây dựng bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn. Thực hiện đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 nhằm mục tiêu xóa nhà tạm cho 8.300 hộ. Đến nay đã có hơn 2.000 hộ dân được hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng tiếp nhận và triển khai rất nhiều cái các cái hoạt động để thực hiện cái phong trào này và thực tiễn thì cũng đã được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ rất nhiều nhà hảo tâm các doanh nghiệp tổ chức cá nhân thì đấy đây là việc làm hết sức là ý nghĩa và cần thiết do vậy là cũng đồng hành chung tay với cả mặt trận để thực hiện công tác xóa nhà tạm làm sao mà phân đấu trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện tốt xóa toàn bộ các nhà tạm trên địa bàn của tỉnh Sơn La. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được hoàn thành và trao tặng là thêm một gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Nhà đại đoàn kết không chỉ là hành động thiết thực mà ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, chung tay vì người nghèo, để những người nghèo không bị bỏ lại phía sau. Sáng ngày 18 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã có cuộc khảo sát thực tế chuẩn bị điều kiện tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 tại huyện Quỳnh Nhai. Cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 có 71 thí sinh đến từ 60 quốc gia. Các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi tại Sơn La được tổ chức tại 3 huyện, gồm Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La. Tại huyện Quỳnh Nhai, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn trải nghiệm lễ hội gội đầu của người Thái Trắng, đảm bảo các điều kiện tổ chức đoàn công tác đã đến khảo sát tại đền linh sơn thủy từ và nàng han bến gội đầu bản pom sinh xã trường bằng bến đua thuyền và khu du lịch sinh thái pá uôn ecolec thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng bá xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch sơn la khẳng định vị trí vai trò du lịch sơn la trên bản đồ du lịch việt nam góp phần đưa thương hiệu du lịch việt nam ra thế giới đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các đơn vị và ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai phối hợp chặt chẽ xây dựng kịch bản chi tiết các nội dung, thống nhất điểm tổ chức lễ hội gội đầu, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 tại huyện Quỳnh Nhai. Chiều ngày 18 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã dự và chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn thành phố Sơn La năm 2022. Dự diễn tập có đồng chí Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đại diện lãnh đạo quân khu 2, các thành viên ban chỉ đạo cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn: tổ chức chuẩn bị chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục quả thiệt hại do cháy rừng gây ra, thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Trong tình huống giả định, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 18 tháng 11 tại bản Trường Yên, xã Trường Cọ, thành phố Sơn La, một số hộ dân tiến hành thu dọn, đốt thảm thực bì để trồng hoa màu do bất cẩn đã để ngọn lửa gặp gió bốc cháy lên cao bén vào khu vực rừng cộng đồng của bản người dân đã hô hoán cho một số người đang làm nương gần đó cùng dập tắt đám cháy nhận thấy không thể dập tắt đám cháy vì lực lượng mỏng dụng cụ chữa cháy thô sơ người dân đã báo cáo với chính quyền xã trường cọ tuy nhiên do lớp thực bì dày lại đang mùa hanh khô gặp gió to nên lửa cháy ngày càng dữ dội và lan nhanh lãnh đạo xã trường cọ đã báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các lực lượng tham gia chữa cháy các lực lượng tham gia của thành phố vừa giúp nhân dân sơ tán vừa đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường sau một giờ đồng hồ thực hành dập tắt đám cháy cứu rừng và dùng các phương tiện tác chiến hiện đại khu vực đám cháy đã được khống chế các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tham gia cứu thương các lực lượng kiểm tra khám nghiệm hiện trường ổn định tình hình canh gác phân công trực chống cháy thực hiện công tác chế độ chính sách và tổng kết rút kinh nghiệm phát biểu tại bế mạc diễn tập đồng chí nguyễn thành công đánh giá cao công tác tổ chức thực hành diễn tập của ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố kết quả cuộc diễn tập hoàn thành tốt các nội dung mục đích yêu cầu đề ra có phần bổ sung kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng điều hành của chính quyền trong công tác phòng cháy chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới Đồng chí yêu cầu thành phố cần tăng cường kiểm tra giả soát đôn đốc các xã, địa phương trong công tác chuẩn bị bốn tại chỗ theo kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng về vật tư phương tiện để chủ động huy động khi có tình huống xảy ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho nhân dân trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể 8 cá nhân Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Ngày 18 tháng 11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1841 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đối với ông Vũ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công ghi nhận và đánh giá cao đối với những đóng góp của đồng chí Vũ Quang Vinh trong quá trình công tác trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời mong muốn sau khi nghỉ hưu bằng chuyên môn và năng lực, đồng chí tiếp tục quan tâm đóng góp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Sơn La, đồng thời luôn phát huy tính gương mẫu, tiếp tục có nhiều đóng góp tại địa phương. Chiều ngày 18 tháng 11, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Sơn La về thực hiện quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ, trong 8 tháng đầu năm nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận trên 256.000 hồ sơ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tổng số hồ sơ trả kết quả đạt trên 255.000 hồ sơ, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua biêu chính công ích là 45 hồ sơ, tổng số hồ sơ trả kết quả qua biêu chính công ích trên 3.000 hồ sơ. Theo đánh giá, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ chuyển trả kết quả qua dịch vụ biêu chính công ích của biêu điện tỉnh Sơn La còn thấp dẫn đến kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Sơn La đạt thấp so với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trên cơ sở đó, biêu điện tỉnh đã đề xuất phương án triển khai thực hiện quyết định 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh tỉnh Sơn La đồng tình và nhất trí cao với chủ trương triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn tỉnh Sơn La do Biêu điện tỉnh Sơn La xây dựng. Đồng thời đề nghị Biêu điện tỉnh bổ sung một số nội dung vào đề án như ra soát thực trạng sử dụng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, lộ trình thực hiện đề án, nguồn kinh phí thực hiện, chọn Sở Giao thông Vận tải làm mô hình thí điểm trong vòng một tháng để đánh giá tính khả thi của đề án, mang lại làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Ngày 17 tháng 11 tại tỉnh Hà Giang, Cụm thi đua số 1 các đài phát thanh truyền hình khu vực miền núi Tây Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Hà Giang, đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, lãnh đạo 8 đài phát thanh truyền hình khu vực miền núi Tây Bắc gồm Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái và Tuyên Quang. Năm 2022, các đài phát thanh truyền hình trong cụm thi đua số 1 luôn chủ động và làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng trong tỉnh, trong nước, quốc tế cũng như các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số quốc gia và tăng cường hoạt động trao đổi nghiệp vụ giữa các đài, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng thời lượng chương trình phát thanh truyền hình, tập trung phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, đảm bảo đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, duy trì sản xuất phát sóng và mở mới nhiều chuyên mục chuyên đề, tăng cường thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp và phát sóng đăng tải trên các nền tảng số. Việc tổ chức liên hoan phát thanh truyền hình được duy trì hàng năm cùng các phong trào thi đua triển khai sâu rộng kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình trong đó tập trung vào nội dung như có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đài phát thanh truyền hình địa phương đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất tin bài và công tác tuyên truyền thao gỡ khó khăn trong thi tuyển nâng ngạch chuyển ngạch cho cán bộ viên chức vấn đề thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tăng cường liên kết trao đổi tin bài giữa các tỉnh Diệp này đã tổng kết và trao giải cuộc thi MV sắc màu Tây Bắc gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích. Hội nghị cũng thống nhất cụm trưởng cụm thi đua số 1 các đài phát thanh truyền hình khu vực Tây Bắc năm 2023 là đài phát thanh truyền hình Lai Châu, cụm phó là đài phát thanh truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, hiện nay hiện tượng lợi dụng sự thông thoáng trong các chính sách pháp luật của nhà nước để trục lợi vẫn còn phức tạp, nhất là các hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước. Tổng Cục Thuế đề nghị các cục thuế căn cứ quy định pháp luật và thực tế tình hình quản lý thuế trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh giao nhiệm vụ tới từng công chức, từng đội, phòng chức năng, định kỳ hàng ngày ra soát trên hệ thống hóa đơn điện tử, kịp thời phát hiện người nộp thuế có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thuế trong việc xác minh hóa đơn, phân công xử lý phê duyệt trả lời yêu cầu xác minh hóa đơn, cảnh báo rủi ro, kịp thời xem xét xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép. Để mạnh áp dụng quy định về phân loại mức độ rủi ro theo quy định tại Thông tư số 31/2021 ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để có các biện pháp xử lý phù hợp với từng doanh nghiệp có rủi ro thực hiện lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để thực hiện quản lý thuế theo quy định, đặc biệt lưu ý giám sát trọng điểm các doanh nghiệp có nhiều yếu tố rủi ro cao. Trong quá trình ra soát, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao, cơ quan thuế cần tiếp tục chủ động và kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như cơ quan công an, kế hoạch đầu tư để xử lý ngay những vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép. Vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 tại bản Trường Khương, xã Trường Khương, huyện Sông Mã, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với các lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy. Đối tượng bị bắt là Thạo Văn, sinh năm 1999, trú tại bản Mền, cụm Nà Cái, huyện Mừng Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tang vật thu giữ 3 cục nhựa thuốc viện có trọng lượng gần 2 kg, 12.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao nhọn một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính. Con dao mang theo để đề phòng, đang đi trên đường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơ La. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Tin cảnh báo rông tố lốc xét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi tỉnh Sơn La. Qua phân tích ảnh ra thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và có thể có rông trên khu vực các huyện Sông Mã, Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên và thành phố Sơn La. Trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và có thể có rông cho các huyện kể trên, sau đó lan sang các huyện Mường La, Yên Châu và Phú Yên. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét gió mạnh cấp độ 1.